Vâng, chào mừng quý vị quay trở lại kênh truyền thông của Lạc Việt Audio. Thì hôm nay em có một dòng sản phẩm mới, đó là dòng sản phẩm loa hộp treo tường của Acima. Con này là H510 AD. Là dòng loa hộp có công suất đó là 10W mà chuyên sử dụng cho hệ thống âm thanh thông báo phát nhạc lên hay là phát nhạc ở trong quán cà phê khách sạn rất là ok. Bên trong sản phẩm này tương tự như các sản phẩm khác của Acima, bao gồm một giấy, bởi vì đây dòng sản phẩm có mức giá khá là tốt, thế nên là bên trong nó tiết kiệm và nó chỉ cơ bản như này thôi. Các bạn thấy là thông số kích thước của nó ở đây, và thậm chí là các cái bài test, bài đo từ nhà máy nó khá chi tiết hơn nhiều so với các dòng sản phẩm khác PA đến từ Trung Quốc, nhất ở trong cái mức giá của nó rất là hợp lý. Thì đây là cái thiết kế của nó này, thiết kế dạng cong cong nhìn khá là đẹp mắt này. Đấy, ở mặt trước này bác có thể nhìn kỹ, nếu có thể nhìn thấy xuyên qua được, ở trong này có một con loa bay, ở bên dưới này có một con loa tép, nó cơ bản như vậy. Và chất lượng âm thanh em đánh giá rất là ổn, ở trong mức giá chỉ dưới 1 triệu trong sản phẩm này. Cái thiết kế của nó này thì là dạng treo lên này, ở mặt sau các bác phải ở đấy, ở mặt sau đây, sau đây có một cái lỗ này, nó treo lên như kiểu đồng hồ ấy. Thì có rất nhiều cách treo, nếu các bác là trần bê tường bê tông nhá, thì chúng ta sẽ đóng đinh bê tông để phương pháp thô bạo nhất. Thứ hai đó là chúng ta sẽ khoan hoặc bắn vít lên bê tông. Còn nếu các tường gỗ hoặc tường thạch cao thì các bác chỉ việc vặn vít vào và treo nó lên, cực kỳ là đơn giản. Đấy. Và tương tự như thế, như tương tự như dòng Acima trước thì con loa này ở chế độ nó là 10W đối với cổng con là cổng âm màu đen ở đây, và cổng dương là cổng rít màu đỏ ở đây là cho ra công suất tối đa là 10W, và đối với cổng trắng ở giữa nó sẽ cho ra công suất nó là 6W. Vậy, thường thường là chúng ta sẽ cắm vào hai cổng ở đây là cơ bản. Và sau đây thì em sẽ demo thử âm thanh của con này cho bác thấy lượng nó như thế nào. Những ngày tháng mộng xin trả lại em, con đường mình qua giờ hãy quên tên. Acima H510 D này, em đánh giá chất lượng âm thanh của nó cực kỳ là ổn và cực kỳ là hay, nhất là trong cái mức giá cực kỳ là rẻ của con này. Nếu các bác quan tâm đến sản phẩm này thì có thể đặt hàng, liên hệ đặt hàng với Lạc Việt Audio qua số hotline hoặc truy cập vào website của Lạc Việt, em sẽ để đường link ở bên dưới. Clip đến đây là kết thúc, xin chào và hẹn gặp lại.